Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì trước mặt các bác đây là cây Sure Kết M9HS nha. Đây là hàng line new, gần như là mới 99.9% luôn nha các bác. Còn nguyên hộp xốp đầy đủ hết nha. Đó. Và đặc biệt là cây này là được phân phối chính hãng bởi Trung Chính luôn nha. Còn tem của Trung Chính và Make in Mexico đàng hoàng các bác ha. Đây nhân vật chính ha, Kết M9HS nha các bác, màu đen. Đây còn nguyên hộp đây các bác, giấy tờ đầy đủ nha. Tem Kết M9HS Make in Mexico ha. Đây là hộp giấy tờ nè, còn đây là hộp mic nha. Hộp Sure Kết M9 nha. Đó. Và đây là nhân vật chính bên trong nha các bác. Đây Kết M9HS HS nha các bác. Hàng thì các bác cứ an tâm ha, hàng mới gần như là 99.9% các bác. Đó, cực kỳ đẹp các bác nha. Các bác an tâm. Đây, có một cái vết mờ mờ chỗ này các bác. Đó. Đây, bác nhìn đi ha. Đây, chữ Make in Mexico luôn ha. Đó. Về độ mới thì các bác cứ an tâm ha, 99%. Này các bác, này còn tem chính hãng của Trung Chính luôn nha. Nên là các bác an tâm nha. Đủ mới tinh, keng xà beng luôn nha. Mới gần 99% nha các bác. Đó, giá cái này là 12 triệu thôi ha. Giá cực kỳ rẻ luôn cho các bác chốt ha. Các bác lưu ý là hôm nay là ngày mấy đây? Ngày 2. Thì bưu điện nó chỉ nhận hàng vào ngày mai nữa thôi nha. Nên là các bác nào chốt thì chốt cho hôm nay ha. Nên là chỉ ship được ngày mai nữa là giao nhận nó không còn làm việc nữa. Rồi giá này, cây này là 12 triệu nha các bác. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Rồi các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.